em dân quân, một em công an và hai em bộ đội. Đã qua chốt chặn, quay đầu hết. Đi về quận 8, quận 2, quận 7, quận 6 là không được đi qua đường này. Đường này chỉ đi về quận 5. Mấy em này trẻ lắm, chắc cỡ mười mấy 20 tuổi à. Đường của nhân viên bệnh viện đi về rất là nhiều. Đường ở qua Nguyễn Trãi là ra Nguyễn Trãi với Võ Văn Kiệt là bị chặn đường hết rồi, không có đi đường này được. Về quận 7 là người ta hay đổ ra Võ Văn Kiệt á, người ta chạy ra quận 7 với là ra quận 5, ra quận 7 với quận 8 qua cầu Chợ Bà là về. Đi bộ cũng phải có giấy nha, không phải đi bộ không có giấy đâu. Ngày đông lắm.